Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Qua lắng nghe ý kiến của các đại biểu và ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá về thị trường bất động sản trong quý 3 năm 2022 có nguyên nhân từ kiểm soát tín dụng, tôi xin phép báo cáo Quốc hội một số ý kiến như sau. Thứ nhất, có thể nói rằng là thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh thì có một vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển và thay đổi diện mạo đô thị và góp phần phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai là thị trường bất động sản thì phát triển cần huy động nhiều nguồn lực từ các kênh, ví dụ như là nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp, nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, rồi từ ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp và người dân, và vốn tín dụng chỉ là một trong các cái kênh vốn để phát triển thị trường bất động sản. Thứ ba là việc điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì phải lấy cái mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đó là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống cũng như là đảm bảo ổn định được thị trường tiền tệ và ngoại hối. Chẳng hạn trong điều kiện là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ưu tiên đảm bảo an toàn hệ thống thì việc mở rộng tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng Nhà nước trong việc đạt được cái mục tiêu chính sách tiền tệ, chứ chưa nói đến là sẽ đi ngược lại cái mục tiêu của chính sách tiền tệ. Chính vì vậy mà cái điều hành tín dụng cũng cần phải cân nhắc hết sức là thận trọng. Thứ tư đó là cái sự an toàn hoạt động của hệ thống tín dụng thì của hệ thống các tổ chức tín dụng là rất là quan trọng. Và chúng tôi xét thấy được là tín dụng đối với cái lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Và xin báo cáo với Quốc hội là cái rủi ro ở đây không phải là rủi ro tín dụng, không phải là rủi ro là cái dự án đó không trả được nợ. Kể cả là một cái dự án có hoạt động có hiệu quả, có đủ điều kiện vay vốn. Thế nhưng mà vì cái yêu cầu về tín dụng đối với bất động sản thường là dài hạn và với số tiền lớn, cho nên là với cái đặc tính là huy động vốn của các tổ chức tín dụng thường là ngắn hạn, cho nên khi mà cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thì các tổ chức tín dụng nếu không kiểm soát tốt thì sẽ đối mặt với những cái rủi ro về thanh khoản khi mà người dân đến thì các tổ chức tín dụng sẽ khó khăn về chi trả. Chính vì vậy mà trong cái quá trình kiểm soát đã không kiểm soát bằng các cái biện pháp trực tiếp mà chúng tôi là kiểm soát bằng các biện pháp gián tiếp. Các cái văn bản quy định của Ngân hàng Nhà nước thì quy định để mà theo hướng là kiểm soát rủi ro. Ví dụ như đối với những cái khoản cho vay đối với cái kinh doanh bất động sản thì chúng tôi áp dụng cái hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%. Thế và đối với những cái khoản cho vay mua nhà thì nếu như mà với giá trị là trên 4 tỷ đồng thì sẽ áp dụng một cái hệ số rủi ro là 150. Trong khi đó đối với những cái khoản cho vay nhà ở xã hội thì áp dụng đối với cái hệ số rủi ro nếu khoản vay là dưới 1,5 tỷ đồng thì áp dụng cái hệ số rủi ro là dưới 50%. Như vậy là chính sách của Ngân hàng Nhà nước là hướng đến là ưu tiên đối với lại cấp tín dụng cho những cái khoản cho vay đối với các cái nhà ở có phân khúc thấp. Cái ý kiến thứ 5 là đối với cái tín dụng cho nhà ở xã hội thì cũng báo cáo với Quốc hội là hiện nay thì chính phủ cũng quan tâm và cũng đã có cái nghị định 100 ban hành năm 2015 và năm 2021 thì đã sửa bằng nghị định 49. Thì trong đó thì có giao cho thứ nhất là Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay nhà ở xã hội và giao cho các tổ chức tín dụng được chỉ định. Thế và đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội thì là đơn vị được thực hiện theo nghị định thì đến nay đã giải ngân với doanh số là 10.584 tỷ đồng. Thế và dư nợ đến 30 tháng 9 thì là 9.147 tỷ đồng. Thế còn đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định trong cái nghị định này thì hiện nay chưa giải ngân được là bởi vì là cái tiền cấp bù lãi suất là hiện nay thì cũng chưa được bố trí cho các cái tổ chức tín dụng, cho nên là các tổ chức tín dụng cũng chưa thực hiện cho vay đối với cái chương trình theo nghị định 100 này. Thế thì trong thời gian tới thì có thể nói rằng là cái chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chúng tôi cũng sẽ nằm trong cái khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ để mà
kiên định đối với cái mục tiêu góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội cũng như là đảm bảo an toàn hệ thống. Thế còn đối với các cái công cụ giải pháp của tín dụng thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc và trong tổng thể các cái công cụ giải pháp khác để làm sao đạt được cái mục tiêu của chính sách tiền tệ. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.